Ngày 16 tháng 10, Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, đồng thời công bố công ty cổ phần sữa TH là doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp mã số xuất khẩu với hai nhóm sản phẩm sữa, gồm sữa tiệt trùng và sữa bổ sung hương liệu tự nhiên. Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam cho thấy ngành sữa Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới. Doanh nghiệp sản xuất sữa đã xây dựng được các mô hình tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 trong sản xuất và quản trị, khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch, đảm bảo các sản phẩm sữa sản xuất ra hoàn toàn đáp ứng được các quy chuẩn, quy định khắt khe của thị trường Trung Quốc. Thị trường thương mại Trung Quốc một năm nhập khẩu tới 10 tỷ USD về sữa. Khi chúng ta được những cái lô sản phẩm đầu tiên ra thì mở ra một cái triển vọng rất tốt. Tới đây thì không chỉ TH mà còn 4-5 doanh nghiệp ở trong cái bộ hồ sơ đầu tiên chúng ta gửi sang. Và tiến tới không phải 4-5 doanh nghiệp mà còn nhiều doanh nghiệp của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này nữa. Với một cái quyết tâm cao, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người nông dân, dưới sự chỉ đạo chung, cơ chế chính sách chung, chúng ta vẫn tổ chức ra hàng hóa tốt. Chúng tôi cũng vào thị trường Trung Quốc 2 năm rồi, những cái sản phẩm ở dưới 80% về sữa thì rất là tốt. Tôi đã nói cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến thẳng từ trái tim và sẽ rất là nhanh chóng sẽ được ghi nhận. Tại buổi lễ, công ty cổ phần sữa TH đã tiến hành ký kết hợp đồng xuất khẩu lô sữa đầu tiên đối với đối tác là công ty thương mại Kim Kiều tại Vô Tích, Trung Quốc.